Mến chào tất cả các bạn cùng đến với Kinh Y Lược Sống của tôi. Mời các bạn cùng lắng nghe lời Chúa theo Tin Mừng Thánh Marco chương 13, từ câu 33 tới 37 của ngày Chủ nhật thứ nhất mùa vọng năm B, và bài suy niệm sau đây. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: các con hãy coi chừng, hãy tỉnh thức và cầu nguyện, vì các con không biết lúc đó là lúc nào. Ví như người đi phương xa để nhà cửa lại trao quyền hành cho các đầy tớ, mỗi người một việc, và căn dặn người giữ cửa lo tỉnh thức. Vậy các con hãy tỉnh thức, vì các con không biết lúc nào chủ nhà trở về, hoặc là chiều tối, hoặc là nửa đêm, hoặc là lúc gà gáy hay ban sáng, kẻo khi ông trở về thình lình bắt gặp các con đang ngủ. Điều ta bảo cho các con thì ta bảo cho tất cả mọi người là hãy tỉnh thức. Các bạn thân mến, giấc ngủ đối với thể lý của chúng ta rất quan trọng và có một ảnh hưởng không ít tới sức khỏe cũng như những sinh hoạt trong cuộc sống của chúng ta. Chứng mất ngủ thường gây bất ổn, bần thần và có thể khiến chúng ta bị bệnh về lâu về dài. Vậy tại sao Chúa Giêsu lại kêu gọi chúng ta tỉnh thức? Tỉnh thức không chỉ trong một đêm hay do một sự kiện nào đó, mà nói chung là cần phải luôn tỉnh thức. Có lẽ chúng ta cảm thấy không mấy hài lòng với lời kêu gọi này chăng? Nhưng thưa các bạn, vấn đề ở đây không phải là giấc ngủ để bảo vệ, giữ gìn sức khỏe của chúng ta, mà là cần phải sống tỉnh thức sẵn sàng để đợi chờ ngày Chúa đến. Giấc ngủ và tỉnh thức mà Tin Mừng muốn đề cập hôm nay là những biểu tượng, là những ẩn dụ, là hình ảnh để mô tả cho chúng ta ý thức hơn về cuộc sống đời người của chúng ta. Trong các sách Tin Mừng, Chúa Giêsu thường xuyên sử dụng những hình ảnh mạnh mẽ như vậy để giúp chúng ta hiểu được sự quan trọng trong đời sống đức tin của chúng ta đối với Thiên Chúa. Chính vì vậy mà Chúa Giêsu đã dặn dò các môn đệ của Ngài là phải luôn tỉnh thức và không để mình bị đưa vào một tư thế giống như ngủ. Bởi trong giấc ngủ chúng ta hoàn toàn không ý thức được những gì đang xảy ra chung quanh chúng ta như thế nào. Điều gì ảnh hưởng đến một người luôn tỉnh táo và sống tỉnh thức? Chúa Giêsu đã cho chúng ta thấy một bức tranh về điều này qua hình ảnh người gác cửa. Người gác cửa có một nhiệm vụ rất đặc biệt là căn phòng giữ gìn an ninh bên trong lẫn bên ngoài của một tòa nhà hay là một địa điểm nào đó. Trong thế giới ngày nay, chúng ta vẫn thấy nhan nhản vẫn có những nhân viên bảo vệ an ninh tại các khu vực quan trọng như tòa nhà chính phủ, các trung tâm văn hóa, chính trị, kinh tế và ngay cả nơi các tư gia nữa. Những người gác cửa mang một nhiệm vụ là bảo đảm rằng không ai có thể bước vào mà không được phép. Do đó, người gác cửa phải luôn tỉnh táo, canh gác để người khác trong đêm khuya hay ngay cả ban ngày được vững tâm, hầu tránh những nguy hiểm có thể xảy đến bất ngờ. Trong ý nghĩa của Tin Mừng, người gác cửa cần phải có một thái độ canh chừng để giữ mình khỏi men pharisêu, men giả hình kiêu căng, để khỏi bị thấm nhiễm những thói hư tật xấu. Tin Mừng Thánh Matthew chương 8 câu 6 và Tin Mừng Thánh Marco chương 8 câu 15. Chúng ta cần phải chú ý coi chừng để tránh xa những lời dụ dỗ ngọt ngào của những kẻ mạo danh Đức Kitô nói trước tương lai. Tin Mừng Thánh Matthew chương 24 câu 4 tới 13, Tin Mừng Thánh Luca chương 21 câu 8 tới 19 và Tin Mừng Thánh Marco chương 13 từ câu 5 tới 13. Thánh Kinh gọi đó là các tiên tri giả hình. Khi nói về thái độ tỉnh thức, Thánh Phaolô đòi hỏi chúng ta cần phải có một hành động thức dậy ngay. Trong thư gửi cho giáo đoàn Roma chương 13 câu 11, có nghĩa là người tỉnh thức phải luôn chủ động. Tỉnh thức là luôn sẵn sàng ngay cả lúc ngủ.
Như dụ ngôn người 10 cô trinh nữ, 5 cô trinh nữ khôn ngoan cũng ngủ như 5 cô khờ dại. Tin mừng Thánh Matthew chương 25 câu 1 tới 13. Sự khác biệt giữa họ là sẵn sàng đèn dầu. Tỉnh thức theo nghĩa của Kinh Thánh là dấn thân chu toàn bốn phận như người quản gia được giao trách nhiệm phân phát lương thực cho các gia nhân. Tin mừng Thánh Matthew chương 24 từ câu 45 tới 51. Tin mừng Thánh Luca chương 12 từ câu 42 tới 46. Nếu chủ về mà gặp thấy anh ta vẫn tỉnh thức, đang siêng năng làm công việc được giao phó, ắt sẽ được chủ cất nhắc. Tỉnh thức là luôn chủ động làm cho những nén vàng, nén bạc Chúa trao cho được xin lợi. Tin mừng Thánh Matthew chương 25 từ câu 31 tới 46. Tỉnh thức để nhận ra Chúa nơi người anh em bé mọn khốn khổ bất ngờ đến với mình và Ngài xin mình trợ giúp. Thật thế, Đức Kitô đến với chúng ta qua hiện thân trong hình hài của một người đói khát, rách rưới, một người yếu đau lỡ đường, thậm chí một phạm nhân trong nhà giam như chính Ngài đã khẳng định. Tin mừng Thánh Matthew chương 25 từ câu 31 tới 46. Thưa các bạn, mang tâm tình tỉnh thức, chúng ta cần phải luôn có thái độ sẵn sàng như cha Charles de Foucault khuyên nhủ: bạn hãy sống như bạn sẽ chết vào tối nay. Nhưng thái độ chủ động trong tỉnh thức chưa đủ, tâm tình tỉnh thức còn dẫn đến cầu nguyện. Thật thế, tỉnh thức phải luôn đi đôi với cầu nguyện, như Chúa Giêsu đã kêu gọi: hãy tỉnh thức và cầu nguyện kẻo xa chưa cám dỗ. Tin mừng Thánh Marco chương 14 câu 38. Cuộc sống thường ngày của chúng ta thường bị cám dỗ ngủ quên trong những thành công, trong những tiện nghi dễ dãi, làm chúng ta say mê những thực tại trần thế mà quên đi ngày Chúa đến. Người tín hữu chúng ta được ví như là người gác cửa, cần phải luôn ở trong tư thế tỉnh thức và không được trốn tránh nhiệm vụ. Sống ở ngưỡng cửa giữa, trong và ngoài cũng có nghĩa là phải nghiêm chỉnh với nhiệm vụ từ bên trong lẫn bên ngoài, để không để mình bị sao lãng bởi những sự việc xảy ra và không để mình bị hao mòn bởi những đòi hỏi của cuộc sống. Sống tinh thần mùa vọng là sống ngưỡng cửa để chờ đợi Chúa Giêsu đến và mong đợi người luôn ở đó. Bước vào mùa vọng, người Kitô hữu chúng ta mang tâm tình tỉnh thức vào cầu nguyện như Chúa Giêsu kêu gọi, để chờ đợi ngày Chúa Giêsu trở lại trong vinh quang. Ngày đó Ngài đến thật bất ngờ, không ai biết được ngày giờ, cho nên anh em phải tỉnh thức kẻo lỡ ra Ngài đến bất thần bắt gặp anh em đang ngủ mê. Tin mừng Thánh Marco chương 13 từ câu 33 tới 37. Có một câu chuyện kể rằng một ngày kia Thánh Louis Gonzaga còn chơi với bạn bè thì thình lình cha bề trên đến tập họp tất cả lại và thử hỏi: giả sử như chúng con đang chơi mà Chúa đến báo cho chúng con biết là chúng con chỉ còn sống từ 5 tới 10 phút nữa thôi, thì chúng con sẽ làm gì? Bây giờ mọi người bỗng trở nên căng thẳng. Người thứ nhất trả lời: con sẽ đi gặp cha linh hướng. Người thứ hai nói: con sẽ vào nhà thờ cầu nguyện trước nhà tạm. Riêng Louis vẫn bình thản trả lời: thưa cha, con sẽ tiếp tục chơi. Đó là câu trả lời của một thánh nhân. Và đáng lý mỗi người Kitô hữu của chúng ta đều phải có thể trả lời như thế. Vậy, thưa các bạn, không phải tỉnh thức bằng đọc kinh cầu nguyện, mà còn bằng cả yêu thương trong đau khổ, lao động, vất vả, nghỉ ngơi, giải trí. Nghĩa là bằng các cuộc đời mà chúng ta đón chờ Chúa và chuẩn bị hạnh phúc đời đời để đến với Ngài. Chào tạm biệt tất cả các bạn và chúc các bạn có được một mùa vọng thật thánh thiện trong tin yêu và sẵn sàng đợi chờ ngày Chúa đến viếng thăm. Hẹn gặp lại tất cả các bạn.